ta sẽ để vào đây nhá. Zalo tên là gì đấy? Em không dùng Zalo, em chỉ dùng Face thôi. À Face, ok. Face là gì đấy? Trời, cái thông báo. Nhiều thông báo quá, chợ phải là đọc rõ tên cho này. Là tên đấy, đây, click em tên là thông báo. À, tên là thông báo rồi lại. Đúng rồi. À. Thì, em bữa em xin một click rồi, xin cô gái hay đấy. Nếu mà nhắn mã số thẻ thì nên nhắn bằng tin nhắn, đừng nhắn bằng trên Facebook. Đúng rồi, nhắn mã số thẻ thì em nhắn trực tiếp qua điện thoại luôn. Ok, ok nhé. Thôi anh ơi. Ừ, em gửi từ bên xe Mỹ Đình hoặc là gửi bên nước ngầm tùy đến chung đây bộ phận văn phòng họ sẽ điện thì họ sẽ làm việc luôn phần còn lại. Vâng, biết thì anh gửi thì em cái xe Thanh Hà Hải Dương ở Thanh Hà Hà Nội nhé. Mỹ Đình là có thay thay Thanh Hà gì? Vâng. Thế là mình lấy một đôi à? Em lấy hai đôi, có em bảo là hai đôi. Rồi. Một đôi thì một đôi giọng còi đồng, một đôi giọng cổ đồng như thế. Vâng. Đấy là đã đặt cọc thẻ đi nhỉ? Em chưa. Thì đặt đi. Cái clip này là do yêu cầu của một bạn ở Thanh Hà Hải Dương. Bạn có đuôi 893 điện thoại. Thì hôm nay là hôm nay là mùng 5 Tết. Thì mùng 6 Tết là sáng mai ở bên mình sẽ mở hàng, khai trương ra xuân. Thì theo yêu cầu của bạn ấy có nói, bạn ấy tên nick Facebook là thông báo. Thì tí nữa mình sẽ đăng cái clip này lên trên YouTube và mình sẽ chia sẻ trang Facebook của cho bạn xem trước. Bởi vì bạn có nói mình là mình gửi xe Thanh Hà về Hải Dương để cho anh tiện, bạn ấy tiện nhận. Thì đây là cái đôi chim thứ nhất, đôi chim lọng thổ. Đó. Thì chim này thì nó đã ăn lúa cứng cáp rồi. Các bạn nhìn thấy nó rất là rõ ràng. Chim trườm to đẹp. Và bạn ấy cũng đã tham khảo trước khi gọi điện cho bên mình. Và bạn đã đặt cọc bằng thẻ điện thoại đó. Thì đó là những cái đôi chim mà mình quay để mình gửi cho bạn ấy. Bạn ấy xem trước hình hài của nó đấy. Bạn biết là đôi chim rất là đẹp luôn. Mình zoom lại một chút để cho các bạn nhìn rõ cái tướng tá của nó đó. Chim như chim mã ngỗng phấn hồng, chim rất là đẹp. Mình con nó đang nháo nháo như là con đực, nó tợn hơn một chút. Các bạn nhìn này, mã ngỗng phấn hồng. Chim này là nó vẫn chưa có cườm các bạn nhé. Chim này rơi vào tầm 2 tháng thôi. Ở đây là một con trống và một con mái. Đấy. Xin gửi cho bạn như vậy. Mình bỏ zoom đi. Tiếp tục là đôi thứ hai. Đôi thứ hai là ngay đôi bên cạnh đây. Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy. Loại này thì chân đỏ, giọng còi nhá. Đấy. Cái yêu cầu của bạn ấy là giọng còi. Hoàn toàn những đôi chim đã ăn lúa cứng cáp rồi. Từ trong Tết nó đã ăn lúa rồi. Mình đã nuôi ra ngoài Tết này đã rất là cứng cáp rồi. Đấy. Cũng nói rõ là một trống một mái, mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy. Mình xin gửi đến cái hình ảnh này để cho mình zoom lại một chút cho bạn có cái nick là thông báo bạn xem. Đó. Giống chim rất là đỏ chân. Đấy. Đấy. Hoàn toàn chân móng không tật nỗi gì, khỏe mạnh. Đấy. Tướng tá hình hài rất là rõ. Đấy. Bạn nhìn thấy rõ nhé. Đấy. Đẹp, trườm chim, khỏe. Thì đây là tổng thể hình hài của hai cặp chim mà sáng mai, có nghĩa là sáng chủ nhật, mình sẽ mở hàng cho bạn ấy. Sẽ bắt đầu gửi chim. Chim cô gái hay sẽ gửi cho các bạn. Thì các bạn thân mến, là các bạn có thể thấy là mình đang thực hiện clip này tại trang trại của mình. Đó, tại trang trại của mình với những
chú chim giống như thế này, với những mô hình nuôi chim như thế này các bạn nhé. Đấy, là mình sẽ tạo ra những chú chim non để cho các bạn, phục vụ các bạn trong năm 2019. Qua năm 2018 vừa rồi thì mình thấy có rất nhiều các bác muốn mua những con chim trắng để phóng sinh. Đấy, để phóng sinh các bạn ạ. Thì đây là những chú chim trắng mà chúng ta có thể mua với cái giá nó rẻ hơn là chim chung kia để các bạn phóng sinh. Đấy, các bạn phóng sinh. Đấy, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Đó, những chú chim trắng để chúng ta phóng sinh. Đấy, những cái bu chim như thế này thì rất là nhiều. Đấy, số lượng thì có thể lên hàng vài trăm con các bạn nhé. Mình nuôi theo kiểu nó như thế này, chim rất là khỏe mạnh. Cái mạnh ở chỗ là các bạn thấy là cái cầu bậu mình dùng nước uống rất là trong, hai cống. Đấy, cho ăn đúng giờ. Đấy, các bạn nhìn con chim ở trên cầu này rất là khỏe đúng không ạ? Rồi, giờ này giờ cũng chuẩn bị nó đi ngủ rồi. Thì các bạn thân mến, số điện thoại của Thao Chim Cu Gáy là 0335305982, và cái số là 0989177982. Các bạn có thể yên tâm khi mà kết nối đến một cái đơn vị chính thống. Hình ảnh các bạn đang xem đây là lúc 5 giờ chiều ngày mùng 5 Tết âm lịch. Đấy, ngày mùng 5 Tết. Và ngày sáng mai mùng 6 thì mình có chuyển đi Hoàng Hóa, Thanh Hóa và Thanh Hà, Hải Dương các bạn nhé. Đây là những hình ảnh có thật, và đây là một cơ sở nuôi chim với quy mô rất là tương đối. Đấy, và đây là một cái tên tuổi đã trường tồn ở trên kênh Chim Cu Gáy với cái tên là Chim Cu Gáy Hay các bạn ạ. Từ gà, đấy, gà trọi, đấy, gà trọi nha các bạn nhé. Những chú gà trọi như thế kia mình cũng chỉ bán tầm khoảng từ 500 đến 1 triệu một em. Đó, đã bắt đầu đánh được rồi. Đấy, gà rừng cũng vậy, tùy nhá. Chủ yếu là mình phát triển về chim cu gáy. Ngoài ra thì có thêm chim trào màu, chim đa đa, bởi vì mình cũng có nuôi thêm và có chơi thêm các bạn nhé. Đấy, thì các bạn thân mến, là từ những cái clip mà những cái bài mình chia sẻ đây, các bạn nhìn này, đây là những chú chim và mình để lại, có nghĩa là mình không bán đấy các bạn nhé. Bởi vì đây là những chú chim này là nó cùng một cái hệ cha mẹ, cùng một cái hệ cha mẹ, và nó được tuyển chọn rất là kỹ càng. Mình zoom lại một chút cho các bạn xem, rất là to. Đấy, nó là giống chim khổng lồ các bạn ạ. Đấy, cùng một lứa tắt luôn. Đấy, bu này thì 2, 4, 6, 8 con, có nghĩa là 4 đôi. Đấy, 4 đôi cùng một hệ, nên là mình sẽ nuôi như thế này. Sau khoảng 8 tháng nữa thì mình sẽ ghép thành chim bố mẹ. 8 tháng nữa thì ghép thành chim bố mẹ các bạn nhá. Đấy, các bạn thân mến, là như vậy. Thì ở 2018 thì có rất nhiều những cái vấn đề mà mình thấy là năm 2019 mình sẽ cải biên và mình sẽ phục vụ anh em. Đấy, cải biên và phục vụ anh em. Đấy, đây là những chú chim. Những chú chim các bạn nhé, những cái mô hình hạ thổ như thế này là được xây rất nhiều. Mình sẽ cải biên, thứ nhất là mình sẽ cung cấp chim để cho các bạn phóng sinh với cái giá rất là hợp lý. Đấy, và mình sẽ tăng thêm cái văn phòng tại miền Tây. Hiện giờ là đã có văn phòng đại diện ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mình sẽ tăng thêm cái văn phòng ở miền Tây để thuận tiện cho các bạn ở miền Tây.
Cái thứ hai là mình cũng sẽ phát triển thêm các cơ sở để cung cấp nhiều cái con giống đa dạng hơn, kim thái và một số những cái khác nữa để cho các bạn biết là có nguồn chim đấy. Và trước khi chuyển mình sẽ phòng và kiểm tra cho các bạn thật kỹ. Đây là những chú chim mà các bạn có thể mua về để phóng sinh được đấy. Những chú chim này các bạn có thể mua về để phóng sinh được các bạn nhé. Đấy. Mình thấy là nó rất là trắng, rất là sáng, rất là đẹp và rất là hợp lý để chúng ta phóng sinh đấy. Các bạn nhé. Tại sao nó rất khỏe? Bởi vì mình treo lồng lửng lơ như này, cách mặt đất 1 mét này là phân lúc nào nó cũng được lọt xuống dưới và chân chim không bao giờ dính phân các bạn ạ. Còn những cái chim hạ thổ như cái tùm này các bạn nhá, là những chú chim cặp bố mẹ rồi. Đó, mình phải quấn kín như thế này để cho nó không bị động, nó không bị nhát chim mà nó sẽ ấp đẻ tốt. Đấy. Ngoài ra mình xây dựng cái trang chòi gác chim và một số những cái ô đặc biệt để theo cái quy ước của mình. Đấy. Tăng thêm cái công nhân để nuôi chim đảm bảo hơn. Và một cái điều nữa mình xin chia sẻ với các bạn là chắc chắn mình sẽ làm ngay sau cái video này. Đó là mình sẽ liệt kê ra một cái form gọi là form bệnh viêm hô hấp, gọi là bệnh hen và bệnh đi ngoài. Đấy. Mình sẽ kê và thuốc cùng với thuốc uống và thuốc tiêm, gửi kèm hướng dẫn sử dụng và cái xi lanh đã được pha trộn sẵn tiêm trong vòng 5 ngày và cách tiêm và cách uống ra làm sao các bạn nhé. Thì qua cái năm ngoái thì mình thấy có rất nhiều bạn gọi điện cho mình hơi muộn và mình hướng dẫn qua điện thoại thì cũng có những bạn khỏi, có những bạn còn hơi bị đáng tiếc. Thì năm nay mình sẽ cung cấp cái bài thuốc và cái thuốc cho các bạn. Đấy. Nếu như các bạn gặp những chú chim hay của các bạn nhé, những chú chim hay của các bạn mà nó bị bệnh đi ở kinh niên, đi ở mãn tính, hoặc là những chú chim hay của các bạn nó bị hen, bị thở gấp, bị sưng phù đầu và bị những cái chỗ có tính chất là nguy kịch đến tính mạng, thì các bạn cứ tả cho mình và gửi ảnh, gửi video cho mình. Thì mình cũng sẽ kê cái thuốc, hướng dẫn sử dụng, uống tiêm theo liều lượng đầy đủ trong một phác đồ điều trị. Đấy, mình sẽ gửi cho các bạn đó. Các bạn thân mến, là mình gửi như thế này một phần là cũng mong là cứu được những cái chú chim rất là quý các bạn ạ. Thực ra là nhiều khi các bạn nuôi ít thì các bạn cái sự gặp gỡ va chạm và kinh nghiệm nó sẽ không được đa dạng như là chúng tôi. Bởi vì tôi cũng không giấu thì các bạn là tôi, bản thân tôi cũng thời gian đầu tôi cũng không tìm tòi, nó cũng rất vất vả và có những chú chim cũng đã ra đi mà rất là đáng tiếc. Và từ cái điều đó tôi đau đáu, tôi đã nghiên cứu và tôi đã lấy đúc rút kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi. Và tôi đã cho ra những cái kinh nghiệm và những cái bài thuốc từ việc uống đến việc tiêm. Và đến bây giờ là tôi cũng rất là mạnh dạn trong cái việc đó. Chính vì điều đó tôi sẽ cung cấp cái điều trị, cái kênh là cung cấp giống và cung cấp bài thuốc điều trị các loại bệnh cho chim cu. Điển hình là chim bệnh về bệnh hen, bệnh hô hấp và bệnh đi ỉa. Đó. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ phát triển tới đề án của năm 2019 là chúng tôi sẽ cung cấp ra cái cám chim để cho chim đẻ và cám chim để cho chim gáy sung, để cho với cái tên thương hiệu là cám chim của chim cu gáy hay. Một phần là trang trại của chúng tôi, một cái số lượng cũng lên đến hàng ngàn con, là chúng tôi nghĩ về kinh tế chúng tôi cũng phải chủ động về cái thức ăn cho nó để đảm bảo đấy, để cho con chim nó khỏe. Thứ hai là ngoài cái việc phục vụ ở cái trang trại ba cơ sở của chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể là đóng gói và cung cấp ra thị trường để cho các bạn đã mua chim của chúng tôi thì lại là mua thuốc và mua cám
Điều đó cũng là tốt cho cả hai bên. Chúng tôi cũng có rất nhiều những cái ngạch để phát triển kinh doanh thêm, và cũng tăng thêm những cái điều lý thú để cho các bạn là những người chơi và yêu thích chim cu. Đấy, trời cũng đã hơi nhá nhem sẩm rồi thì các bạn cũng thông cảm là cái video mình quay nó cũng hơi thiếu ánh sáng. Đấy, nhưng mà mình chia sẻ là bằng cả một cái tâm huyết để cho các bạn biết là mình cũng đã nuôi, đã và đang nuôi chim rất là nhiều và đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều chim, có thể là lên hàng vạn vạn con. Đấy, các bạn có thể hiểu là như vậy. Ngày nào cũng có những cái đơn đi toàn quốc, từ Cà Mau đến Phú Quốc, rồi từ các khu vực miền Tây Nguyên, Bắc Nam Trung, đầy đủ có hết các bạn nhé. Thì cũng nhân dịp cũng là cái năm 2019 trước cái thềm đón xuân, thì xin chúc tất cả đại gia đình, những người đã và đang yêu thích đam mê tiếng chim cu gáy, một năm thành công đó, và đặc biệt là có được những cái điều mình mong muốn, có được cái sức khỏe để chúng ta thành đạt cho cuộc sống. Xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.